phóng sanh thật tốt. Vùng ven biển huyện Gia Nghĩa, Đài Loan thường tổ chức lễ phóng sanh. Trong số người tham gia phóng sanh đó có một bà cụ họ Hồng. Bà trước giờ đều đặn tự mình tham gia phóng sanh. Em xem, bà cụ ấy một mình phóng sanh nữa kìa. Bà ấy đã lớn tuổi như vậy rồi còn kiên trì phóng sanh đến thế. Thật là không dễ dàng gì. Anh nói bà Hồng đó hả? Nghe nói bà ấy từ hồi nào đến giờ chưa hề bỏ một bữa phóng sanh nào luôn. Bà cụ rất là có lòng từ bi đó. Đúng vậy, chứ bà ấy thật là hiếm có. Ây dạ, bà ơi, cẩn thận. Cảm ơn cậu, tôi không sao. Tôi có thể cẩn thận được một mình. Bà ơi, bà đã cao tuổi rồi mà sao lần nào cũng đều đặn đến phóng sanh vậy bà? Mà cháu thấy bà đi đứng hình như cũng gặp khó khăn lắm á. Cô cậu không biết chứ, tôi bị thoái hóa khớp lâu năm rồi, xương cốt đã biến dạng hết, còn đi lại cử động rất khó khăn. Thì ra là vậy. Vậy sao bà còn nhẫn nại tham gia hoạt động phóng sanh vậy? Đúng đó, sức khỏe bà không được tốt nên ở nhà nghỉ ngơi mới phải chứ bà. Trong lòng tôi biết rõ đây là nghiệp chướng. Tuy tôi đi đứng bất tiện nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục phóng sanh không ngừng nghỉ. Tôi nhất định phải xem là nguyện lực lớn hay là nghiệp lực lớn. Cho nên tôi có lần nào tổ chức phóng sanh, tôi nhất định phải xách bản thân này đi theo tham gia, cùng đi chung với mọi người, cùng nhau mang cá đi thả. Mấy năm nay vẫn bình an vô sự. Hơn nữa, mỗi ngày tôi đều chí thành lễ Phật, thân thể xương cốt càng lúc càng linh hoạt dẻo dai. Bà ơi, người như bà thật là hiếm có đó. Nhưng mà không lẽ trước giờ bà chưa nghỉ một ngày nào luôn sao bà? Có chứ, thật ra là có một lần. Mẹ, cánh tay của mẹ đã hết đau rồi hả? Đúng vậy, chỉ cần tiếp tục phóng sanh, căn bệnh của mẹ sẽ khỏi hẳn. Mẹ, mẹ coi tay của mẹ đã đỡ hơn nhiều rồi. Lễ phóng sanh ngày mai mẹ cũng không cần phải đi nữa đâu. Sức khỏe của mẹ mới vừa khá lên thôi, mẹ nên ở nhà nghỉ ngơi tịnh dưỡng nhiều hơn mới đúng. Đúng đó mẹ, mẹ đưa cá cho con đi. Con sẽ thay mẹ đi phóng sanh cũng giống nhau thôi mà mẹ. Ừ, được rồi. Ai mà biết ngày hôm đó, sau khi tôi vừa khởi lên ý niệm đó, tôi liền có một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong giấc mơ đó, tôi đã thấy có rất nhiều cá nằm la liệt ở trên bãi biển, cách rất xa mặt nước biển. Phải làm sao đây? Nếu không mau cứu lũ cá này, bọn chúng sẽ chết hết. Sau khi tôi tỉnh giấc, cảm thấy giấc mộng này thật sự rất kỳ quái. Thế là quyết định đích thân mình đi tham gia hội pháp phóng sanh. Mẹ, sao mẹ cứ muốn đi hoài vậy? Mẹ nghĩ lại rồi, pháp hội phóng sanh hôm nay mẹ phải đích thân đi mới được. Hôm qua chẳng phải đã nói là để người khác thay mẹ đi phóng sanh cũng được mà. Mẹ nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đích thân mẹ đi sẽ tốt hơn con à. Nước biển đâu hết rồi? Sao lại thế này chứ? Qua một lát sau, nước biển bắt đầu dâng lên thì mới có thể thuận lợi phóng sanh. Nếu còn có thần hộ pháp nhắc nhở, không được phóng sanh qua loa, thì tôi suýt chút nữa đã phạm phải sai lầm rồi. Và cả như tôi, bây giờ thì còn bao nhiêu cơ hội để phóng sanh được nữa chứ? Làm sao có thể làm biến giả đãi? Thật đáng xấu hổ mà. Xem ra phóng sanh cũng thật là tốt đó. Chúng ta cũng nên giống như bà cụ họ Hồng đó, bền bỉ phóng sanh đều đặn. Nói vậy cũng có lý, nhưng chúng ta làm gì có nhiều thời gian để lần nào cũng có thể tham gia phóng sanh được chứ? Em nói cũng đúng. Ây da, chết rồi!
Ai à, đau quá. Em ơi, em sao vậy? Mau tỉnh lại đi em. Gì vậy trời? Tự nhiên khi không rơi xuống chỗ này. Phải mau ra đường lộ tìm người giúp đỡ mới được. Vì muốn tìm người cầu cứu, anh ta ráng leo đến đường quốc lộ để tìm người qua đường giúp đỡ. Thế nhưng lúc ấy trời khuya tối tăm, con đường này lại hẻo lánh, làm gì còn có một chiếc xe nào chạy qua đó chứ. Trời, cũng khuya rồi, không biết còn chiếc xe nào chạy qua đây không nữa. Nhưng trong lúc anh ta đang tuyệt vọng thì có tiếng động cơ xe hơi đằng xa từ từ tiến đến gần. Làm ơn dừng xe, làm ơn dừng xe, làm ơn giúp tôi với. Xe tôi bị lật xuống hào nước, bạn tôi hiện giờ hôn mê chưa tỉnh. Xin hãy giúp tôi với. Xin hãy giúp chúng tôi. À, bà ơi, sao lại là bà? Chúng ta mau cứu người ở dưới hào nước trước cái đã. Dạ, con lập tức đi ngay. Mau gọi xe cấp cứu đi, nhanh lên. Dạ được, con gọi liền. Cậu xin Bồ Tát che chở, mong sao hai đứa trẻ đều bình an vô sự. Nhờ được cứu chữa kịp thời nên hai người ấy đều không có gì đáng ngại, được bình an vô sự. Một tháng sau, hai người họ khi đang ở pháp hội phóng sanh thì lại gặp được bà Hồng. Các cháu là đến phóng sanh hả? Dân thưa bà, bà cũng đến à? Đương nhiên rồi, tôi sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội phóng sanh hành thiện nào hết. Nếu không phải các cháu có lòng lương thiện tham gia phóng sanh thì làm sao có thể bình an thoát khỏi hiểm nạn trong tai nạn xe lần đó chứ. Chúng con thật sự rất hổ thẹn, lúc đó còn có suy nghĩ lơ là về việc phóng sanh, so đo tính toán, sau này chúng con sẽ đều đặn duy trì việc phóng sanh hộ sanh. Đúng đó thưa bà, bà nói rất đúng, phóng sanh thật rất tốt. Chúng con không có lý do gì để lỡ dở việc phóng sanh hết. Nam mô A Di Đà Phật.